Di động Nhật Nam xin chào bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công trong công việc. Thì hôm nay để điểm lại một số ít iPhone đang còn tại shop đây, Nhật Nam làm clip để view sơ qua và báo giá cho các bạn để các bạn thuận tiện mua hàng nếu như mình ưng ý mua máy nào các bạn nhé. Thì đây đầu tiên sẽ có một con 6S. Máy 6S màu xám đen. Và Nhật Nam sẽ kiểm tra mã máy, đấy view sơ nhanh qua thôi nhé. Chứ còn kỹ quá, đi sâu quá thì nó không đủ thời gian đâu. Đây, nó là mã Mỹ và bản 32GB, màu xám đen hay còn gọi là màu gray. Đấy. Và tình trạng pin của con này là pin zin 87%. Ok, còn xài được các bạn nhé. Thì giá bán của nó sẽ là 3 triệu, còn duy nhất một sản phẩm 6S. 6S này có nghĩa là màn hình 4:7 nha, là phiên bản nhỏ nha. Đấy, màn hình nhỏ nha, đó 4:7. Giá bán 3 triệu các bạn nhé, pin zin 87%. Tiếp theo đây là có một con iPhone 7 màu hồng. Máy ngoại hình khá là đẹp. Máy zin các bạn nhé. Zin đẹp, đẹp keng. Rồi ok, chúng ta sẽ kiểm tra cái mã máy. Đây là iPhone 7 thường. Nó cũng có cái màn hình là 4:7 thôi các bạn nhé. Mã Mỹ 32GB đây. Rồi ok, chúng ta sẽ xem pin của nó. Rồi pin con này 84%. Nhà Nam kiểm tra thì vẫn còn sử dụng được bình thường. Nên không cần thiết phải thay. Thay rất là phí các bạn nhé. Mình mua về xài nửa năm sau mình thay cũng được. Đấy, thì giá bán của con iPhone 7 84% pin mã Mỹ màu hồng duy nhất này, có một máy thôi nhé. Máy đẹp. Và có giá bán là 3 triệu 9 thôi nhé các bạn nhé. Đấy, bán nhanh gọn lẹ luôn. Và tất cả những sản phẩm iPhone bán ra là bao máy quốc tế các bạn nhé. Bao quốc tế trọn đời cũng như là chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại shop Nhật Nam. Tặng kèm theo sạc tai nghe, dán cường lực và ốp dẻo đối với những cái iPhone 6S Plus trở xuống. Còn từ iPhone 7 trở lên, lý do là chân tai nghe là chân dẹp này chỉ có tai nghe là cái loại tai nghe zin nó quá mắc, nên là tùy theo người có nhu cầu sử dụng và cũng có người không có nhu cầu sử dụng, nên là Nhật Nam sẽ mặc định là không kèm theo. Ai muốn mua thì một tai nghe đó sẽ là 300.000. Khi mua kèm máy mua theo các bạn nhé, là bao là tai nghe zin. Đấy, thì ai có nhu cầu sử dụng thì mình hãy mua. Còn không thì thôi thì mua theo cái giá máy, thì báo những cái iPhone 7 trở lên Nhật Nam là báo cái giá máy thôi nhé. Đấy, thì đây nữa là một máy màu đen nhám. Màu đen nhám, mã Mỹ, phiên bản 32GB luôn, máy zin nhé. Những máy này là Nhật Nam để pin zin bán luôn. Vì là kiểm tra thấy pin zin cũng còn xài tốt. Mình xài 6 tháng, 8 tháng gì đó, lúc đó mình hãng thay cũng được. Đây, thì con này pin 86%. Màu đen nhám, máy đẹp keng, có giá là 4 triệu các bạn nhé. Đấy, còn một máy thôi. Bạn nào kết thì nhanh tay alo cho Nhật Nam nhé, để mình đặt hàng. Đấy, máy khá là đẹp. Rồi tiếp theo đây là iPhone 7 thường tiếp, màu gold. Con này máy khá là đẹp. Pin thay 100%. Đấy, pin thay zin chuẩn EU các bạn nhé. Đấy, nhưng mà máy khá là keng, màu gold, mã Mỹ, 32GB đây. Đấy, các bạn cũng thấy này. Ok ha. Đấy. Và máy thì khá là keng, Nhật Nam thấy khá là keng, có một máy thôi, màu gold. Và giá bán là 4,2 triệu. Đấy, kiểm tra cái pin cho các bạn yên tâm. Thì theo một cái nguyên tắc luật bất thành văn là cứ thay rồi thì khỏi phải thay nữa, người ta thay rồi mình không tốn tiền thay nữa về sau, thế thôi, xài nó sẽ lâu hơn. Ok. Đấy, thì tiền nào của đó, 4,2 triệu các bạn nhé. Có một sản phẩm thôi. Máy đẹp, màn hình không ám ẩn gì hết, bao máy quốc tế. Mã Mỹ. Rồi tiếp theo đây là có một con 6S Plus. Đây thì các bạn thấy là có chữ Plus, có nghĩa là phiên bản to rồi. Đấy, rõ ràng nó to hơn những cái máy vừa rồi giới thiệu nhá. Thì phiên bản Plus 6S Plus, các bạn lưu ý là S Plus nha, chứ không phải là Plus không. Có một số bạn hay hỏi là cái Plus á. Plus Nhật Nam không bán vì nó hay lỗi lắm. Đây, 6S Plus thì con này pin 82. Thì đối với cái dòng 6S Plus này, Nhật Nam cũng xin nói để các bạn hiểu là pin 82% thì xài nó hơi kém rồi. Thì thôi, chúng ta sẽ làm mặc định sẽ thay vào máy này một viên pin zin chuẩn EU.
Đấy, dinh chuẩn EU. Bạn nào đặt mua máy này, nếu cần thiết kiểm chứng máy có zin hay không, Nhật Nam sẽ làm cái clip thay pin rồi úp bên cái kênh Nhật Nam review á để các bạn xem luôn. Đấy, cho vui và cho yên tâm. Đây, và máy này thì mã Mỹ và bản 16 GB, bao luôn thay pin zin chuẩn EU thì sẽ có giá bán ra là 4 triệu 3, tặng dán cường lực, ốp dẻo, tai nghe và sạc, vì đây là 6S Plus. Đấy, chân sạc tròn, các bạn lưu ý nhé. Khi bán ra thì cũng bảo hành một đổi một 3 tháng tại shop Nhật Nam và bao máy quốc tế trọn đời, có nghĩa là máy của bạn đảm bảo không bao giờ bị lốc. Nếu mà là bị lốc lại, Nhật Nam đền cho bạn một cái máy tương đương. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây giới thiệu đến các bạn còn một con iPhone 8, 8 thường, 8 thường nhá. Thì iPhone 8 này nó cũng có màn hình 4 in 7 thôi. Đấy. 4 in 7 thôi nhá, và sẽ kiểm tra cái mã và cái pin của nó rồi đưa ra một cái giá bán của ngày hôm nay cho các bạn luôn. Và ở shop duy nhất còn một máy màu trắng đây, mã Nhật phiên bản 64 GB. Đấy. Mã Nhật phiên bản 64 GB và nó sẽ có pin là bao nhiêu đây để đưa ra một cái giá chính xác luôn cho các bạn. Đấy, tình trạng pin này. Pin zin còn 90% thì khá là ok rồi các bạn nhé, không cần phải thay thiết gì hết, và giá bán nhanh con này hôm nay là 6 triệu 2. Lưu ý có duy nhất một máy và là màu bạc trắng đây, không còn bất cứ một máy nào màu khác các bạn nhé. Đấy. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến các bạn mấy cái iPhone 8 Plus. Thì đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bạn một con iPhone 8 Plus màu bạc trắng đây. Máy thì đẹp leng keng xà beng rồi, không cần phải bàn cãi các bạn nhé. Đấy, không bao giờ bán những cái máy cấn, chày, nặng, chỉ lợt phợt lông mèo vì máy cũ mà. Các bạn cũng đừng cầu toàn quá. Nếu như mình nghĩ nó phải là như cái máy mới thì chúng ta sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền để đi mua một cái máy mới các bạn nhé. Đấy, còn những cái máy mà bảo như trong hộp đẹp, lâu lâu đẹp như mới thanh lý thì thỉnh thoảng mới có thôi, không phải ngày nào cũng có. Đấy, thì đây, đây là phiên bản iPhone 8 Plus. 8 Plus, khi các bạn nghe thấy chữ Plus là hiểu là màn hình to, ok. Đó, màn hình 5 inch rưỡi. Và đây là mã Mỹ 64 GB, máy đẹp leng keng xà beng. Và Nhật Nam kiểm tra luôn tình trạng pin của nó, 86%, ok. Những sản phẩm iPhone 8 trở lên hoặc là iPhone 7 Plus trở lên là pin trên 83-84% còn xài rất trâu, không lên thay. Thay rất là phí với một cục pin zin như thế. Lưu ý nhé, chỉ 6S Plus trở xuống thì pin nó hay chết sảng. Đấy, vì nó sản xuất khá là lâu rồi. Đấy, chúng ta chỉ có thể tham khảo với cái phần trăm pin này thôi chứ không phải định lượng được tất cả. Không có cái gì là tuyệt đối các bạn nhé. Chỉ thực tế trên tay xài sử dụng mới là chuẩn nhất. Ok, thì cái phiên bản 8 Plus mã Mỹ 64 GB này màu bạc trắng hôm nay nó sẽ có giá là 8 triệu 700 ngàn, tặng cường lực, ốp dẻo và một bộ sạc. Lưu ý là không tặng tai nghe. Bạn nào có nhu cầu sử dụng tai nghe vui lòng cộng 300 ngàn để mua một tai nghe zin. Đấy. Rồi, tiếp theo đây là một cái phiên bản iPhone 8 Plus màu đỏ. Còn duy nhất một máy ở đây. Máy thì cũng đẹp leng keng xà beng, các bạn thấy rồi đấy. iPhone 8 Plus này khá là còn sang vì nó sử dụng cái mặt lưng sau là kính nên nhìn nó rất là đẹp và cũng còn khá là sang. Đấy. Cũng chưa đến lỗi các bạn nhé. Và về cấu hình của nó thì cũng còn khá là khủng, màn hình thì cũng rất là chuẩn. Đấy, không phải ai cũng thích màn hình tràn viền. Bởi khi đánh game cầm là không có cái chỗ để tay. Đấy. Và 8 Plus màu đỏ này cũng là mã Mỹ này, các bạn thấy LLA này. Đấy. 64 GB này, rồi kiểm tra cái pin. Thì cái sản phẩm 8 Plus này là pin zin hết. Đấy, 93%. Đấy, con này đọc vị nhanh luôn là 8 triệu 900 ngàn. Đấy, bạn nào thích thì alo cho Nhật Nam để mình đặt cọc nhé. Rồi, tiếp theo đây là một cái 8 Plus màu đen. Máy cũng đẹp leng keng xà beng như các bạn thấy đây. Đấy, tất cả máy bán ra bao không cấn móc, không chảy xước. Khi hàng đến các bạn nhớ kiểm hàng trước khi nhận nhé. Đấy, các bạn được quyền kiểm hàng. Đấy. Rồi, ok. Con màu đen này là mã gì đây? Chúng ta cũng kiểm tra luôn cho các bạn dễ mua, dễ bán. Đấy. Đây là mã Mỹ.
và là bản 64GB đây, mã Mỹ đây, là A đây. Và chúng ta kiểm tra pin luôn, vì là không còn hàng nhiều. Con này 91% là pin zin, máy bao zin nguyên con các bạn nhé. Đấy, và có giá bán là 8,6 triệu, tặng kèm dán cường lực, một ốp dẻo, một bộ sạc, cũng như thường lệ không tặng kèm tai nghe đối với những sản phẩm này. Mua vui lòng cộng 300. Và tiếp tục nữa đây là có một con iPhone 7 Plus phiên bản 128GB. Các bạn lưu ý phiên bản 128GB nha, 7 Plus 32GB sẽ không có màu đỏ vì hãng không sản xuất các bạn nhé. Đấy, và Nhật Nam thấy ở đây ngoại hình của máy khá là đẹp, có thể nói là đẹp leng keng xà beng. Và con này Nhật Nam được biết là pin thay rồi, pin thay rồi 100%. Đấy, để lâu khả năng hết pin mà không lên. Đấy, thì con này là mã Mỹ và pin thay rồi, các bạn lưu ý nhé, 7 Plus. Đấy, khi bán thì cũng bảo hành 1 đổi 1 3 tháng, tặng kèm dán cường lực ốp dẻo và sạc. Đấy, bao quốc tế trọn đời. Và đây là máy iPhone 7 Plus 128GB màu đỏ, có giá bán là 7,2 triệu. Đấy, hàng đã thay pin zin EU vô rồi, chỉ việc xài thôi, không cần nghĩ đến việc thay nữa. Đấy, rồi tiếp theo đây còn duy nhất một con XR màu khá là đẹp, khá là tươi xanh như nồi canh. Đấy, nó là màu xanh. Ok, và đây là máy zin, zin nguyên con luôn. Đấy, những con này là áp là còn đầy đủ này, vì mới sản xuất ra keo chưa kịp khô. Còn những con kia thậm chí ra chưa bung, nhưng vì sản xuất lâu ngày, lâu năm rồi, toàn là 2-3 năm trở lên rồi, thì ở cái môi trường nó nóng đấy, nó cũng làm cho cái keo của chúng ta nó giãn nở, nên có thể nó áp nó rất yếu. Tuy nhiên là chống nước nhẹ thì đương nhiên nó vẫn chống. Đấy, nhưng mà trên một cái thực tế các bạn đừng ỷ y vào cái việc đó, vì chính hãng, những cái hãng nó cũng không bảo hành khi vào nước. Đấy, nếu như nó bảo nó chống nước được, tại sao nó không bảo hành? Đấy, thì đây con XR này mã Mỹ, và đây là bản 64GB. Đấy, màu xanh khá là đẹp. Việt Nam thấy con máy này khá là đẹp nhé. Và chúng ta kiểm tra cái pin, pin 99%, pin zin, thì bạn thấy khá là ok rồi. Máy này chưa có sạc pin nhiều lần, rất là còn rất là mới nhá. Và giá bán ngày hôm nay con XR duy nhất này tặng dán cường lực ốp dẻo và một bộ sạc, bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam, cũng như là bao quốc tế trọn đời, thì có giá bán là 11 triệu các bạn nhé, 11 triệu. Rồi tiếp theo đây Nhật Nam giới thiệu đến các bạn iPhone X, hay còn gọi là iPhone 10 đấy, màu trắng. Đấy, màu trắng. Đây là máy màu trắng, và sẽ xem. Đây là mã Nhật các bạn nhé, iPhone X hay còn gọi là iPhone 10, mã GA, mã Nhật, bản 64GB. Ok, pin sẽ là như thế nào? Máy thì len ken xà beng rồi, không cần phải nghĩ ngợi. Pin 94%, khá chuẩn. Máy chả khác gì cái máy mới. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đẹp len ken xà beng. Mã Nhật pin 94%, sẽ có giá bán ra cho các bạn là 10,6 triệu. Cũng tặng kèm như những máy kia thôi, dán cường lực ốp dẻo và một bộ sạc thôi nhá. Tai nghe zin nếu mua kèm theo, nếu có nhu cầu nghe tai nghe thì vui lòng cộng thêm 300. Ok. Và máy bán ra cũng sẽ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng tại Nhật Nam, nếu lỗi nhà sản xuất nha, vào nước hoặc rơi rớt thì không bảo hành. Đấy, vì hãng cũng không bảo hành. Nhật Nam thì cũng không ghê hơn hãng được, Nhật Nam chỉ là bán máy cũ thôi. Bán máy cũ mà bảo hành 1 đổi 1 3 tháng cũng là một cái chế độ khá là tốt. Và đây tiếp tục đây nữa là một con iPhone X màu đen. Đấy, máy thì cũng len keng xà beng, không cần phải bàn cãi. Và là máy quốc tế nha, bạn thậm chí là bao quốc tế trọn đời. Bất cứ lúc nào mà bị thành máy lốc sẽ được đổi một máy khác, hoặc được trả lại tiền. Còn các bạn lưu ý là nhiều bạn hỏi Nhật Nam một cái câu hỏi như này: bảo hành 3 tháng đổi trả hả? Thì Nhật Nam xin cắt nghĩa cái từ đổi trả là như thế này: lỗi nhà sản xuất sẽ đổi sản phẩm tương ứng, chứ không có trả. Đấy, trả là có nghĩa là sao? Các bạn trả lại cái máy, Nhật Nam trả lại tiền. Thì cái đó là không, các bạn hiểu cái ý nghĩa là không trả nhé, chỉ đổi một sản phẩm tương đương nếu như nó lỗi. Đấy, lỗi nhà sản xuất thì đương nhiên Nhật Nam sẽ đổi cho các bạn. Còn đương nhiên mà nó không lỗi thì sẽ không ai đổi, vì cái đó sẽ rất là làm phiền, Nhật Nam cũng mất công, mất tiền trả nhân viên hàng ngày. Đấy, không ai ăn ở không mà đi đổi cho mình một cái máy nếu như mà nó không lỗi. Đấy, có một số bạn xài 2-3 tháng
xong rồi không biết là cái tình hình là nghe ai nói hay xúi bẩy hay cái gì, hay là chắc lép hay là thế nào đấy thì mình không biết. Mình nói đây vì đây nó cũng là vấn đề tế nhị, thì cứ gọi điện đến đòi đổi, đổi làm sao được, hỏi có lỗi không thì lại không có đấy. Và các bạn lưu ý là gửi về mà nhà Nam kiểm tra không xác định ra lỗi là nhà Nam cũng không công nhận nó bị lỗi đấy. Ok nhá, thì ai lỗi sẽ được đổi, còn không lỗi là không đổi đấy. Và đây con này cũng là mã Nhật, 64 GB, và pin của nó đây là 89% đấy, máy màu đen, 10.500.000 đấy. Bạn nào kết thì hốt nhá, còn đúng một con màu đen thôi. Máy khá là đẹp và giá này nhà Nam thấy cũng khá là ok rồi. Đối với những cái máy là sản phẩm là máy keng, lưu ý đây là máy keng zin áp nhá. Đó rồi, tiếp theo đây là và cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong cái clip này luôn. À chưa, Nam xin lỗi, còn còn một cái sản phẩm XS nữa. Đây là con XS Max màu gold đấy, XS Max màu gold, và giá hôm nay của nó là cũng biến động nhẹ đấy, biến động nhẹ nhá. À, máy zin và xem mã gì cũng như là pin bao nhiêu phần trăm rồi chúng ta báo giá cho nó một cách là chính xác nhất, minh bạch nhất đấy. Và tất cả những máy Nhật Nam làm clip cho bạn xem là máy thật để bán ra cho khách, không phải là đồ hàng, không phải là đồ chơi, các bạn yên tâm nhé. Đấy, và con này là mã QN trên A. Đấy, QN trên A là mã của Quata đó. Thì mã nước nào không quan trọng, cũng là đều là Mỹ sản xuất. Rồi, ok. 64 GB, và xem pin của nó nhé. Chỉ có sợ cái mã China thôi. Mã CH đấy các bạn, là nó sẽ không gọi được FaceTime đó. Đó. Đây pin nó tới 95%, khá là cứng nhá. Máy keng, leng keng xà beng, có thể nói là cực kỳ đẹp. Pin 95%, iPhone XS Max, nó là phiên bản lớn các bạn nhé. Đấy, nó sẽ to hơn cái thằng XS hoặc là X. Đó, thì nó hôm nay còn duy nhất một máy màu gold này, bạn nào hốt nhanh luôn là 15 triệu nhá. Tặng kèm dán cường lực, ốp dẻo và một bộ sạc. Đấy, tai nghe nếu thích thì cũng 300. Rồi ok, đây còn một sản phẩm XS đây. Chắc hẳn là các bạn thấy con XS này nhìn nó cũng giống như con X phải không? Thì đấy, nhìn hình thức bề ngoài các bạn dễ nhận biết đó. Đây này. Các bạn có thấy một cái vết gạch ở đây không? Đấy, nó là nằm đây. Còn đối với cái sản phẩm là iPhone X thì cái vết nó khỏi, nó trơn luôn, nó không có cái vết gạch nào trên này hết. Đấy, cái vết gạch của nó nằm ở bên hông này, đấy, ngang chỗ camera này, các bạn thấy chưa? Đấy, còn thằng này là cái vết gạch nó nằm đây đó, thì nó là con XS. Và con XS này nhà Nam kiểm tra luôn xem là mã gì, rồi pin bao nhiêu, rồi báo giá cho các bạn nhanh gọn lẹ luôn để các bạn mua sử dụng cho nó tươi xanh như nồi canh luôn nhá. Đấy, thì đây là mã Mỹ 64 GB màu đen, và máy là có pin là bao nhiêu phần trăm đây, 95%. Ok, ngoại hình thì là máy keng đấy, leng keng xà beng, và pin 95% thôi, thì hôm nay bán ra cho các bạn với giá là 12 triệu 600 ngàn đấy, vẫn tặng kèm là dán cường lực, ốp dẻo, sạc đấy. Tai nghe mua kèm theo thì cũng cộng thêm 300, chế độ bảo hành một đổi một 3 tháng tại Nhật Nam nếu lỗi nhà sản xuất đấy, bao quốc tế trọn đời. Đấy, thì các bạn kết cái sản phẩm là iPhone nào hoặc là những cái sản phẩm Android nào đó thì có thể liên hệ đến Nhật Nam. Đấy, qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để hỏi xem còn hàng hay không, và mình đặt cọc thẻ cào để mình mua hàng. Đấy, thì các bạn sẽ đặt cọc qua hai hình thức, một là chuyển khoản vào số tài khoản mà Nhật Nam sẽ cung cấp cho các bạn. Hai nữa là các bạn cào thẻ cào và gửi cái mã thẻ nạp lẫn cái seri trên thẻ cho Nhật Nam để mà mình đặt hàng. Thì đối với sản phẩm dưới 5 triệu các bạn sẽ phải đặt là 50 ngàn. Trên 5 triệu đến dưới 10 triệu các bạn sẽ phải đặt 100 ngàn. Và trên 10 triệu các bạn đặt cho Nhật Nam 200 ngàn. Các bạn lưu ý thêm là bạn nào đặt hàng bằng hình thức thẻ cào thì vui lòng giữ thẻ, không vứt đi và cũng không cho ai nạp cho đến khi mình nhận được hàng các bạn nhé. Vì thẻ cào này Nhật Nam không nạp ngay mà sẽ để bán cho khách. Bất cứ mã thẻ nào các bạn gửi nhầm hay là sai gì đó, Nhật Nam sẽ báo lại với các bạn để mình dò lại. Thế thôi. Còn bạn nào ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop di động Nhật Nam nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Và Nhật Nam cũng lưu ý là Nhật Nam chỉ có shop ở Đồng Nai và không có bất cứ một chi nhánh nào ở nơi khác. Tất cả các bạn mua hàng online cũng cứ yên tâm, không việc gì phải lăn tăn cả. Các bạn chỉ phải đặt cọc. Khi nhận hàng các bạn được kiểm hàng
test máy đàng hoàng mới phải thanh toán tiền. Đấy, chỉ phải đặt cọc một số tiền rất là nhỏ thôi, nên các bạn cũng không nên đặt nặng vấn đề làm gì. Cuối cùng, xin chúc các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ clip của Di Động Nhật Nam nhé các bạn.